Trung tâm Hiền Miu xin chào anh em. Trong video clip của buổi tối ngày hôm nay thì Hiền Miu cũng xin phép vừa cập bến ba cặp loa đỉnh cao của Mỹ và một số con công suất, một số đô la vừa tiền đang cập bến tại Hiền Miu. Thì ngày hôm nay thì Hiền Miu về một chân hàng, đó là những cặp loa cao cấp của hãng JBL, sở hữu 40 đơn một kèn, hết số anh em nhá. JBL VGX900, VGX915. Quá đẹp luôn. Thì ngày hôm nay thì Hiền Miu về được 3 cặp. Và chất của dòng này thì cũng xin thưa với anh em là cũng miễn chê rồi. Nó là 40 đơn đỉnh cao nhất. Thuộc đời VGX900 anh em nhá. Và 3 cặp về bãi mà thiếu tục xốp anh em nhá. Ngày mai Hiền Miu mới cho anh em lau dọn vệ sinh. Hàng không điểm chê, sơn nhựa nguyên bản. Quá đẹp. Quá đẹp anh em nhá. MG1915 à. Thuộc VGX900 anh em nhá. Đôi loa này sẽ sở hữu model bass 40 từ thường, tép neo côn 75 anh em nhá. Đỉnh cao. Về 3 cặp. Hàng nguyên bụi Tây chuyển về. Chiều nay đến Miu đã cắt bao rồi nhưng mà chưa kịp dọn dẹp lau chùi, nhưng mà hàng nó đã đẹp rồi. Thế là bác nào đang có nhu cầu tìm một cặp loa đỉnh cao full burn 40 thì liên hệ em. VGX900 MG1915 đỉnh cao của Mỹ. Về được mấy cục đẩy công suất giá êm nữa. Đây là cục BV kép 4 kênh. Và này máy bãi anh em nhá. K10 và K8 giá cực kỳ tốt cho anh em. Nhớ con K8 này. BV kép K8. Thì nó mua 4 kênh nhưng mà giá chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. K10 7 triệu. Giá cực tốt. K8. Máy bãi anh em nhá. Chất lượng luôn. Và những cục loa club xịn sò 4 kênh, máy mới tinh đồng hộp. Đặc biệt ngày nay thì Hiền Miu đang sở hữu cặp loa can trôn 10, con này 3 đường tiếng, 1 bát, 1 chung, 1 kèn. Đấy. Đẹp lắm. 935 nữa anh em nhá. Hôm nay về rất nhiều. Thì trong video clip này thì Hiền Miu sẽ thực hiện giới thiệu cho anh em về là Hiền Miu về những cặp loa VGX915. Thì anh em nhu cầu tìm mua về cặp loa này thì liên hệ bên em. Thì trong buổi sáng ngày mai thì Miu sẽ tháo tung nội thất, kiểm tra toàn bộ xong báo cho anh em về giá anh em nhá. Còn tất cả hàng thì Miu đã có hình ảnh cụ thể rồi, hàng đẹp rồi, zin tuyển rồi, nhưng mà để cụ thể trong video clip ngày mai Miu sẽ lên sóng cho anh em. Trong video clip buổi tối nay thì Miu thực hiện nội dung ngắn như vậy thôi. Mai thì Miu sẽ chi tiết cho anh em từ hình ảnh bát tép, thùng thành, phân tần và tét chất âm để anh em thẩm anh em nhá. Còn nữa trong video clip hôm nay Miu xin tạm dừng đây. Anh em nhu cầu đầu tư mua về những sản phẩm trên thì liên hệ với em.